Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với bạn một cái combo đàn guitar mới 100%, amply mới 100% với giá cực kỳ phải chăng. Thì để dành cho các bạn thì luyện tập tại nhà, hoặc là các bạn thì xách đi để jam cùng anh em trong những cái show nhỏ nhỏ vẫn rất là tuyệt vời. Đàn mới, amply mới 100% luôn. Thì cái cây này là cây guitar cọt các bạn, G110. Cái cây này thì các bạn có thể xem cái phần link trong cái phần mô tả của video này, mình có làm một cái review trước nó rồi, cũng như là cái amply này giá rất là cạnh tranh. Nguyên cái bộ này chỉ hơn 5 triệu một tí xíu thôi. Các bạn hãy bấm vào cái đường link trong phần mô tả để xem chi tiết combo này được tặng kèm cái gì, giữa các chức năng của nó ra sao, rất là tuyệt vời ha. Thì cái cây guitar này nó có tới mấy màu cho các bạn lựa chọn luôn ha. Nó có màu đỏ, màu đen, màu xanh bus, có màu xanh nữa. Rất là tuyệt vời dành cho các bạn có nhiều màu sắc. Cái cần đàn đây, các bạn thấy màu đen cũng rất là cá tính ha. Pickup H là humbucker nè, SS single coil. Đó, có cần nhúng cho các bạn ở đây, có volume và tone để các bạn hiệu chỉnh. Amply này đều là đường mới hoàn toàn nha các bạn, bảo hành 1 năm hết cho các bạn. Và cả amply và guitar này đều được sản xuất bởi hãng Korg, một trong những hãng làm đàn amply lớn nhất trên thế giới, và nó được sản xuất tại Indonesia nha các bạn, công xưởng, trong công xưởng rất là lớn. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe qua thử âm thanh của cái amply này với cái guitar này kết hợp nó như thế nào, để các bạn đánh giá xem là nó có phù hợp với lại cái mức giá mà Amigo Guitar Shop đưa ra cho các bạn không nhé. Thì trên amply này có hai chức năng, một là tiếng clean, tiếng tự nhiên, tiếng hai đó là tiếng override, tiếng gain để các bạn có thể solo hoặc là đánh một tí rock vô cũng rất là phù hợp. Đầu tiên chúng ta sẽ nghe sơ qua nhé. Ở trên amply này thì nó có thêm cái reverb cũng rất là hay, nghe lồng lanh lắm. Đó, thì bây giờ mình sẽ chỉnh thử để cho các bạn có thể nghe thử bằng cái tiếng cơ bản của nó nha. Đầu tiên chúng ta đánh tiếng clean trước nha các bạn. Rất là dữ dội ha.
Khi các bạn có backing track, tức là cái nhạc nền đó, các bạn ghim vô đây xong, các bạn có thể điểm theo được bài hát yêu thích. Đó là cũng một cách tập luyện rất là tốt. Thì cái bộ combo này nó rất thích hợp cho các bạn là mới tập đàn, hoặc là các bạn cũng trình độ sơ khởi một tí, biết mọi thứ một tí, thì cái kinh phí của nó rất là phù hợp cho các bạn. Và đặc biệt là đàn mới, guitar mới, luôn bảo hành một năm hết, cả hai cũng rất là chất lượng nha các bạn. Thì hãy nhớ đến Amigo Guitar Shop nếu các bạn có nhu cầu mua các loại đàn này tặng người thân hoặc là chính các bạn tập luyện nhé. Giá cả rất là phải chăng và chính sách bảo hành bảo trì rất là tốt các cây đàn. Trước khi giao cho bạn đều setup rất là chỉnh chu dành cho các bạn, tặng kèm cho các bạn dây dắt kết nối, dây dắt để kết nối giữa cái cây đàn và cái ampli, hoặc là thêm cái bao đàn ba lớp cũng rất là đẹp để các bạn có thể mang đi mọi nơi được. Còn cái ampli này thì trong nguyên cái thùng mới 100%. Nha các bạn, hãy nhớ ủng hộ Amigo Guitar Shop. Nếu các bạn muốn học kỹ thuật guitar điện cơ bản, hãy đăng ký khóa học kỹ thuật guitar điện cơ bản do khoa hướng dẫn. Đăng ký một lần, đóng tiền một lần, học trọn đời, học trên thiết bị di động, điện thoại hay là laptop. Bất cứ thời gian nào các bạn có kết nối internet là các bạn vô học được thôi. Giá cả rất là phải chăng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau nhé. Bye bye.